bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 là một trong những tác phẩm nổi bật của dòng phim kiếm hiệp Hồng Kông, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Bộ phim, với sự tham gia của các diễn viên như Lữ Tùng Hiền trong vai Lệnh Hổ Sung và Lương Bội Linh trong vai Nhậm Doanh Doanh, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn, những pha võ thuật mãn nhãn và những thông điệp sâu sắc về tự do, tình yêu và danh dự trong thế giới giang hồ. Chúng ta hãy xem lại hậu trường bộ phim này qua các phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 và Tiếu Ngạo Giang Hồ 2000. Giống như tôi vậy, vào một đêm đen gió lớn, khi đang quay cảnh đánh đấm, ngón tay cái của tôi bị đá một cú, và tôi cần phải phản ứng lại, nhảy lùi về phía sau và đáp xuống giường. Nhưng vì tôi nhảy không đủ cao nên khi đáp xuống, lại không phải là giường mà là cạnh giường, và tôi bị thương ở xương cụt. Sau đó, tôi phải đi chụp X quang và điều trị một thời gian dài, còn bị nứt một chút nữa. Nhưng bây giờ thì đã khỏi rồi. Bộ phim này không biết sao mà nhiều người bị thương lắm. Thật may mắn cho tôi vì tôi không bị thương nặng gì cả. Lớn nhất cũng chỉ là bị trật tay, trật chân khi quay cảnh đánh đấm thôi. Ngoài ra tôi chỉ bị ốm một lần. Những người khác bị thương thì phần lớn không phải do tai nạn lao động. Bộ phim của chúng tôi thật kỳ lạ. Mọi người nói tôi lạnh lùng, có lẽ từ nhỏ đến lớn, đi học cho đến bây giờ, tôi luôn bị nói là không cười. Khi đó, vẻ mặt của tôi khá gai góc, vì vậy khiến người khác cảm thấy tôi lạnh lùng. Thậm chí có người còn không muốn chào hỏi tôi vì sợ rằng khi chào, tôi sẽ không đáp lại. Nhưng những người đã quen tôi thì chắc chắn sẽ không có cảm giác đó. Thực ra, tôi rất thích cười. Khi cười, tôi cười từ trong lòng ra, chứ không phải kiểu giả tạo. Nếu tôi không muốn cười, tôi sẽ không cố gắng cười giả tạo. Có lẽ tôi là người khá lạc quan, nhưng điểm yếu của tôi là mọi người nói tôi gai góc. Vì vậy, bây giờ khi gặp người khác, tôi thường cố gắng nở nụ cười. Tôi thật sự ngưỡng mộ cặp vợ chồng này, rất yêu thương nhau. Thật tốt. Bây giờ tôi sẽ không giết Nhậm Doanh Doanh nữa. Cô ấy là con gái của giáo chủ ma giáo. Cô ấy giết người không chớp mắt, nhưng cô ấy phân biệt đúng sai rất rõ ràng, không bao giờ giết người vô tội. Về tình cảm, cô ấy có khí phách hơn so với những cô gái bình thường. Cô ấy không ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt, giống như tình cảm giữa Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồ Xuân vậy. Vì cô ấy hiểu rằng giữa họ có tình yêu thật sự, nên nhiều lúc anh ấy thấy Nhạc Linh Sang gặp khó khăn, anh ấy sẽ ra tay cứu giúp Nhạc Linh Sang. Về mặt khí phách này, tôi không thể nào làm được. Ngoài việc nhân viên trước và sau ống kính bị thương một cách vô lý, nghe nói bộ phim này còn có nhiều cảnh nguy hiểm nữa. Cảnh nguy hiểm nhất mà tôi từng quay là cảnh tiểu sư muội chết. Vì phía sau chúng tôi có một ngọn núi giả rất lớn, nhưng ngọn núi giả đó làm từ chất liệu sốt. Trong cảnh đó, khi tiểu sư muội chết, phía sau có một chút nổ và tạo ra tia lửa. Khi tia lửa bùng lên, cả ngọn núi giả sốt lớn đó cũng bắt lửa. Chất liệu sốt khi cháy thì không thể kiểm soát được, mà chúng tôi đang diễn lại không thể rời đi ngay. Bởi vì nếu ngọn núi giả sốt đó cháy hết thì không còn nữa để quay tiếp, nên chúng tôi phải hoàn thành cảnh quay trước ngọn lửa đó. Trời ơi, nóng đến mức cảm thấy mình bị áp lực, nhưng cũng không để ý, cố gắng hoàn thành cảnh quay. Sau khi quay xong, chúng tôi đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Thưa ông có phải mua cho bà nhà không? Ông cần size gì? Tôi giúp ông tìm nhé. À, cái này là size gì vậy? Ồ, đây là size 32 à? Không được rồi. Tôi cần ít nhất là size 36D. Ồ, được rồi, tôi sẽ giúp ông tìm. Cảm ơn. Gương thần, trên thế gian này ai là người mạnh nhất? Ai là người đẹp nhất? Tôi nguyện ý, tôi là Đông Phương Bất Bại. Để luyện công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển, tôi đã tự nguyện tự cung để luyện tập. Sau đó, râu của tôi cũng rụng hết, giọng nói cũng thay đổi. Còn muốn biết, cả tính cách của tôi cũng thay đổi chậm dần. Từ lúc đó, tôi không còn thích nữ nhân nữa. Thậm chí, tôi đã giết cả 7 chàng trai bên cạnh tôi. Thưa cô, tôi muốn cái này. À, được rồi. À phải, thưa cô, gần đây có tiệm nào bán kéo và dao không?
ở đây có rất nhiều loại dao, ông muốn loại dao nào? Tất cả đều là dao từ thương hiệu Kabayashi đó nha. Chất lượng tốt lắm, dùng để cắt đồ ăn. Có rất nhiều loại dao để cắt đồ ăn. Có các loại dao khác nhau cho mục đích khác nhau. Ông cắt xương, cắt thịt, cắt rau cũng có dao chuyên dụng. Ông cần cắt gì? Cắt thịt à? Vậy ông cắt loại thịt nào? Nè, cắt thịt gà, cắt cá, cắt thịt heo cũng cần loại dao khác nhau. Ông cần cắt loại thịt gì? À, để cắt thịt thì có loại dao này. Ông có muốn không? Có, nhưng ông cần loại dao nào? Này, tốt nhất là chọn cho tôi loại sắc bén hơn, để tránh vết thương không bị nhiễm trùng. Có luôn, loại dao này chống viêm thật sự hiệu quả. Sư huynh, sau 3 tháng bế quan, quả nhiên trong sư huynh thật rạng rỡ. Không ngờ sư huynh đã tiến bộ nhiều như vậy, xin chúc mừng sư phụ. Không cần nói nhiều nữa, chúng ta về thôi. Vâng, cha. Ông là tài xế dự bị à? Tôi nhất định sẽ làm được. Họ làm được. Không có lý do gì mà tôi không thể. Không có lý do gì không thể. Không có lý do gì không thể làm được như cha tôi. Mẹ ơi, tay của mẹ. Con nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ. Ồ, đúng rồi. Thử chuối này trước đi. Cuộc báo bắt đầu rồi. Lễ ký kết diễn ra đơn giản nhưng trang trọng. Sau lễ ký kết do ông Trần Chí Vân, giám đốc bộ phận chương trình và đối ngoại của đài truyền hình TVB, cùng với nhà sản xuất Dương Bội Bội chủ trì, hai diễn viên cùng với các khách mời của chúng ta đã khui sầm banh và nâng ly chúc mừng. Mong rằng Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ đạt được tỷ suất người xem cao kỷ lục. Đài TVB đã nhận được bản quyền phát sóng độc quyền của bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ tại Hồng Kông. Hôm nay, họ tổ chức lễ ký kết này. Chút nữa, họ sẽ mời hai diễn viên chính để trò chuyện cùng mọi người. Tiếu Ngạo Giang Hồ vừa tổ chức một buổi chụp hình vào hôm qua. Một nhóm diễn viên trong phim đã tham dự. Chúng tôi đã nhân dịp này để phỏng vấn họ và không biết họ có điều gì đáng nhớ khi quay bộ phim này không. Nhân vật Nhậm Doanh Doanh, có lẽ từ trước đến nay, trong các phiên bản của Tiếu Ngạo Giang Hồ mà chúng ta xem đều được thể hiện rất dịu dàng. Bạn có định sử dụng một số phương pháp diễn xuất mới mẻ để thể hiện vai diễn trong bộ phim này không? À, khi bắt đầu diễn vai này, tôi nghĩ đến lúc Kim Dung Tiên Sinh tạo ra nhân vật Lệnh Hồ Sung. Thực ra không dễ gì để nhập vai này vì có nhiều điểm giống tôi và có những điểm giống nhau rất nhiều. Lệnh Hồ Sung rất giỏi kết bạn, rất quý trọng bạn bè và hành trình của anh ta cũng rất phóng khoáng, đúng không? Nếu nói về điều khó quên nhất thì đó là lần bị thương đó. Trước đây, khi bị thương, vết thương sẽ hồi phục, nhưng lần này thì khác. Vì ba mảnh vụn này sẽ mãi mãi nằm trong cơ thể. Ở tay có hai mảnh, và trong đùi có một mảnh. Lý do không lấy chúng ra là vì lần này, mảnh vụn đã đâm vào cạnh xương. Nếu muốn lấy chúng ra sẽ là một ca phẫu thuật lớn. Vì vậy, dù muốn quên cũng không thể quên được. Đây là điều khó quên nhất. Khi quay bộ phim này ở Tứ Xuyên, tôi và Linh Linh có một lần đi siêu thị. Chúng tôi đi mua đồ. Sau đó có một người đàn ông trung niên đến và yêu cầu Linh Linh ký tên. Tôi hỏi Linh Linh theo thói quen, xin lỗi, vì cô ấy không muốn làm phiền nên không ký tên, và tôi chỉ đi theo sau cô ấy. Ê, làm ơn giúp tôi ký tên được không? Ok. Khi tôi chuẩn bị ký, anh ta liền nói, cảm ơn nhiều lắm, Viên Vịnh Nghi. Ha ha, anh ta nghĩ tôi là Viên Vịnh Nghi. Ê, xin lỗi, bạn nói gì? Cảm ơn nhiều lắm, Viên Vịnh Nghi. Ok, cảm ơn bạn. Rồi anh ta trả lại cho tôi. Đổi lần nữa, đổi bộ khác đi. Trên đó, làm ơn giúp tôi với, các bạn ơi.